Ok, bây giờ là 10 giờ 17 phút ngày 21 tháng 10 2017, thì Thao Chim Cô Gáy sẽ đóng góp cũng như cái chia sẻ một cái ý tưởng nhỏ nhỏ vào cái diễn đàn những người đam mê Chim Cô Gáy và những ai đấy quan tâm đến cái kênh Chim Cô Gáy Hay của Thao ngoài Bắc. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu cách để làm một cái lồng trần chim cu một cách đẹp, chắc chắn, bền bỉ và hiệu quả. Thì đây là cái lồng chim cu của mình. Đó. Anh em có thể nhìn thấy là nhìn tổng quan nó như thế này. Đó. Mình đứng lên giường, xách lên cho bố nghe lên. Đấy, ok nào, gần chim nó giật mình. Đó. Ok. Đưa tay ra đằng này. Rồi, bỏ giấy ra. Đấy, đấy. Móc treo kìa. Rồi, đứng xuống đi. Rồi, đứng xuống để bố giới thiệu cho các bác, các anh em. Thôi đi ngủ đi. Cô bảo bố là bố làm hết cái này. Rồi rồi, tí nữa Mẹ bố. không chịu làm đâu, mẹ chỉ việc. Được, ok. Thì các bạn thân mến, đây là nguyên liệu của cái trước hết là cái lồng này, nó là mình tranh thủ mình làm mất 20 phút buổi trưa. Nguyên bản là ý tưởng là rất đơn giản, là mình thấy một số các bạn đang bán cái lồng chim ở trên mạng thì giá 400, rồi thì trên dưới 400, 600 rồi tùy. Thế thì nhà thì thực ra là cũng có một vài cái nhìn thấy thế cũng ý tưởng. Thế là mình sẽ quyết định làm ra một cái sản phẩm của mình. Và nếu như anh em nào thích có thể là đặt mình sẽ nhượng lại một cái, nó sẽ tương đương như thế này. Đó. Về nguyên liệu thì các bạn có thể rất là dễ kiếm. Thứ nhất là một cái lồng quạt hỏng. Những cái lồng quạt này thì các bạn lấy một cái quạt cũ của nhà mình hỏng, thì bản thân một cái quạt này nó sẽ có hai cái mặt úp vào nhau đây để nó bảo vệ cánh quạt. Hoặc là các bạn ra cái những cái quầy người ta thu mua sắt vụn, các bạn mua cái lồng quạt này trị giá nó chỉ khoảng 5.000 một cái. Đấy là mình cũng được biết như vậy và cũng mua thử vài chục cái rồi. Cái thứ hai là các bạn có thể dùng cái cầu bậu như thế này ở các chỗ người ta bán lồng chim. Thì cái này là mình mua cái nó cũng chỉ có mấy nghìn thôi. Chỗ nào đắt thì 10.000, còn không thì 8.000, 7.000 tùy. Thì cái kích thước của cái cầu bậu này thì các bạn hình dung là nó có thể tương đương với ngón tay cái. Đó. Bởi vì ngón tay cái này nó sẽ là tạo cho con chim nó bấu vào một cái vòng chân ôm chân như thế này. Là nó sẽ vừa tầm. Nó sẽ đẹp móng, đẹp chân và đẹp gân cốt, nó ôm như kiểu mình viết chèo đơn. Nếu như các bạn làm nhỏ quá thì con chim nó bậu vào nó sẽ thừa và cái móng nó sẽ vuốt dài, nó không mài được móng. Mà nếu các bạn làm to như là một cái ống tuýp 27 thì nó cũng sẽ con chim nó gần như là lúc nào nó cũng phải duỗi hết cái tay này, nó bậu thế này. Thế còn nếu mà vừa thì bậu này, còn bậu ngắn quá thì nó sẽ chờm hết cả ngón và chạm vào bên kia. Đấy là thứ nhất, nguyên liệu thứ nhất là một cái lồng quạt, thứ hai là một cái que bậu. Các bạn cái que bậu này các bạn có thể ra kiếm những cái cây găm, cây những cái cây nó xùn xì mà thẳng khúc hiu tùy ý tưởng của các bạn phát triển thêm. Thì mình thấy tiện dụng nhất và dễ kiếm nhất là cái loại này, mình có thể kiếm được số lượng nhiều. Cái thứ hai là các bạn thấy đây là một cái, nếu như các bạn làm bằng cái bằng bằng cái cật tre thì các bạn vót đều. Đấy, nhưng mà hiện giờ là cái này là các bạn biết là cái gì không? Cái này là bằng đồng. Cái này nếu các bạn ra mua ở cái tiệm người ta lắp ráp điều hòa, cái ống này là ống 12, ống đồng 12. Nếu các bạn mua cái ống 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 9 cũng được, ống 9 mình nghĩ là thanh thoát hơn.
Nhưng đây là nhà vốn có cái ống 12. Và các bạn chuẩn bị một cái khoan, hoặc là các bạn mượn cái khoan thì các bạn mua cái mũi mũi 8 hoặc mũi 6. Thì các bạn khoan một cái lỗ đầu này, thông thiên sang đầu này. Và bên này cũng tương tự. Thì các bạn uốn hình hình cái gương, hoặc là hình cung trăng, hoặc là hình trái tim tùy. Thế mình uốn đại khái là như này. Đó, trông cũng dễ nhìn. Thì khi các bạn uốn xong rồi đo cái khoảng cách này nó bằng nhau, từ khoảng cách này bằng nhau. Đấy, và nó hơi vòng ra đây như này. Thì các bạn khoan một, các bạn lấy dây thép trắng hoặc là dây thép to hơn một chút, các bạn cố định hai cái đầu quay bậu này vào cái xương của cái quạt này trước. Sau đó là các bạn cũng xỏ dây thép vào hai cái lỗ, bốn cái lỗ, mỗi bên có hai lỗ, các bạn cố định nó vào đúng cái tiếp điểm của cái cầu bậu này. Đó. Thì các bạn cố định được thì nó rất là chắc chắn. Thế ở trên đỉnh tâm tim này các bạn khoan một lỗ. Các bạn khoan một lỗ. Thế sau đó là cái này thì mình tận dụng từ một cái lồng nó bị méo, bị hỏng lâu ngày. Thế thì mình lấy mỗi cái móc treo của nó, và mình nhả cái con ốc xoáy này ra, và mình xỏ qua cái lỗ khoan này và tạo thành một cái móc. Đó, móc đây. Móc này nó treo lên thì bản thân cái quạt này nó sẽ quay vòng tròn được, và mình sẽ chiêm ngưỡng con chim được. Thế còn hôm nay thì cũng hơi vội, mà cũng thấy hào hứng quá, muốn chia sẻ cho anh em. Thì còn với cái khoảng tí buổi trưa mình tự tay mình làm một cái sản phẩm của mình. Với mình thì mình thấy đây là cái nó cũng chắc chắn, bởi vì cái phần mộc này là con chim nó bộng, còn những cái phần này nó sơn mà vốn tận dụng được, và những cái này nó không bao giờ gì, không bao giờ hỏng, rơi cũng hỏng. Thì bây giờ thiếu với các bạn, nếu cẩn thận thì các bạn khoan hai cái lỗ vào đây nữa. À, ý tưởng đấy, và các bạn để một cái cống ăn bên này và cái cống uống bên này, thì con chim nó sẽ nhảy xuống đây nó chơi, và nó bậu vào cái cành bậu đây. Thế thì còn các bạn có thể lấy một cái lót phân ở dưới, nếu mà các bạn có thể tận dụng được cái nắp của cái sơn, hoặc là cái nắp của cái thùng xô nhựa nào đấy. Thì các bạn thấy là con chim nó bậu như thế này cũng rất là đáng yêu, rất là vừa phải đấy, và rất là tiết kiệm. Thì theo mình ước tính nhá, cái lồng quạt này mình tính 5.000, cái cầu bậu này mình tính 10.000, cả dây thép vào đấy. Thế còn cái công của mình thì cũng đại khái là mượn cái khoan, hoặc là mình cầm ra những cái cửa hàng nhôm kính bảo người ta khoan, đánh dấu sẵn rồi. Còn cái uốn này thì mình tự uốn được. Cái móc này thì mình có thể ra mình làm một cái dây thép, hoặc là mình làm như thế nào đấy, hình như thế nào đấy. Thì đây là cái ý tưởng của một buổi trưa. Cũng vì cái đam mê con chim cu gáy thì Thao xin cu gáy xin đóng góp một cái clip nó mang tính chất là dân dã, mà cũng là từ cái ý tưởng như thế. Thì hy vọng rằng là các bạn sẽ làm một cái lồng. Nếu bạn nào mà không làm được thì có thể alo cho mình. Mình có thể làm mà mình cũng chuyển và cũng lấy cái giá hợp lý thôi. Tại vì thực ra là nó cái này nó đắt nhất là ở cái phần cánh cung này. Mình nghĩ là nó bằng đồng thì nó không gì. Và nó càng dùng thì nó càng đỏ, sáng và nó nhẵn. Và nó cũng mất công ở cái đồng này thôi. Còn cái quạt rồi cái cầu bậu này hoặc là cái móc này thì các bạn có thể chỉ làm bằng móc sắt, hoặc là làm như nào đấy các bạn tiện, hay là tí ý tưởng phát triển thêm. Thì đấy, ý mình muốn nói đây là một cái lồng mà do tự tay mình làm thì nó rất ý nghĩa, nó rất là hợp lý. Và cũng mong rằng các bạn có thể làm lồng và các bạn đặt bên mình một con chim như thế này. Với những con chim như này là đúng cái tầm mà các bạn mình đang bón đấy, nó cũng bắt đầu đớp đớp rồi. Thì khoảng 3 ngày nữa là có thể là nó tho tầm mồm và nó cóng, nó ăn, nó uống được. Thì nó rất là thuần. Các bạn chơi chim trần là như vậy. Video sau thì mình sẽ hướng dẫn cái một đoạn dây dù và buộc vào chân và như thế nào đấy, rất là hợp lý. Hôm nay thì hơi vội, nhưng mà chia sẻ cái chủ đề về cái lồng trần này. Thì mình đặt tên cái video này là tự tay làm một cái lồng trần cho mình, tiết kiệm hiệu quả.
Đó. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ like, comment hoặc đăng ký cái kênh chim cu gáy hay của mình. Bên mình thì thế mạnh là chim cu gáy mã ngỗng phấn hồng, đầu xanh đít xám và giọng thổ. Và đặc biệt là chim thì mình luôn đẻ ra và mình bón rất là thuần. Nếu các bạn không bón được thì các bạn có thể đặt trước bên mình. Mình sẽ bón thuần như thế này, hoặc là nó biết ăn thành thạo rồi, hoặc là có cườm rồi, mình sẽ chuyển cho các bạn và buộc sẵn dây cho các bạn, và có thể là có thể là chuyển cả lồng cho các bạn, với cái tinh thần là đam mê chia sẻ. Cái số điện thoại của Thao chim cu gáy là 01 63 53 05 982, hoặc là số thứ hai là cái số mình cũng mới dùng, tại vì nhiều người gọi vào số này, mình gọi thêm lập thêm cái số này là 0989 177 982. Các bạn có thể vào Zalo, Facebook là chim cu gáy, hoặc là chim cu gáy hay, YouTube là chim cu gáy hay, hoặc là các bạn có thể gọi Zalo cho mình. Cái Zalo mình đang dùng cái số là 0163 5305982. Mình thì phát triển khoảng gần 1.000 mét vuông để xây dựng chuồng chim, và cũng cái lượng chim cung cấp ra thị trường rất là nhiều. Uy tín hay không thì tự các bạn có thể là tham khảo, hoặc là các bạn vào những cái kênh của mình, hoặc là tham khảo những cái lượng khách hàng của mình, hoặc là các bạn có thể mua thử một lần, nếu thấy hiệu quả thì các bạn mua một vài lần sau, hoặc giới thiệu cho người khác. Mình cũng không biết chứng minh gì ngoài cách chia sẻ như thế này, và cũng thực tế là cũng có những cái hình ảnh về những con chim giống chim của mình nó đã được đưa ra thị trường, đặc biệt là các anh em ở trong Sài Gòn, anh em ở xa. Thế nếu như các bạn đặt những cái lồng như này thì mình có thể là mình để vào rất là gọn nhẹ, nó có thể tích nó cũng chỉ bằng một gấp đôi cái bánh chocopie thôi, nó uốn nó vào gọn vào, thì các bạn về chỉ có vít vào buộc vào là xong. Thì cái này thì mình nghĩ chắc là có rơi thì không bao giờ hỏng, và nó cũng rất là bền, đặc biệt là cái xương bằng đồng này. Đó. Mình rất thích cái làm bằng cái đồng này, tại vì nó uốn nó tròn đều và nó không không cái gì cả. Nếu các bạn dùng bằng tre cật thì nó cũng lâu thời gian nó cũng sẽ ấy, nhưng mà tất nhiên là bằng mộc thì cũng sẽ tốt. Nhưng mà nghĩ đồng trần thì chắc là chỉ một cái cây bậu này là bằng gỗ. Video sau mình sẽ hướng dẫn về cái thắt chân làm sao cho không bị quấn vào chân, con chim không bị vết ở chân, và con chim sẽ không bị bay ra khỏi lồng trần, mà nó đúng ý nghĩa là chơi chim trần. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh của mình và sẽ nhắn tin hay là chia sẻ hoặc là comment lại, để mình cũng có động lực, mình sẽ đóng góp thêm những cái video bổ ích tiếp theo. Mình xin nhắc lại là cái clip này là một cái lồng rất là gì, nó chỉ mất công, còn cái này thì mình không tính được, bởi vì cái này là mình vốn có, nhà mình thì cũng có một ít, có người nhà làm cái điều hòa mình cũng có được. Nhưng cái lồng quạt này thì các bạn mình vừa nói rồi đấy, cái này thì mình tận dụng từ cái móc treo từ một cái lồng cũ. Các bạn tưởng tượng được cái lồng nó rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy nó rất là cân đối đúng không ạ? Ok, Thao chim cu gáy cảm ơn các bạn những phút vừa qua. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng đam mê và cùng thưởng thức những cái con chim của riêng mình. Thân ái chào các bạn. Chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon. Hãy mơ về những con chim. Và ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.